Chúng ta thường hay nói, thời trang là một vòng tuần hoàn với chu kỳ lặp lại. Và câu nói này quả đúng với một xu hướng đang thịnh hành trở lại trong thời gian gần đây ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, không chỉ riêng thời trang mà còn cả xu hướng văn hóa cũng đang quay trở lại. Đó là xu hướng retro của những năm 80. Các bạn trẻ đang mặc đồ theo phong cách double denim và đồng phục của những năm 80, sải bước trên sàn diễn và chụp ảnh. Nhóm kế hoạch văn hóa thanh niên đã tổ chức một festival theo phong cách retro với tiêu chí Provol 2017 tại quận Dobong-gu. Em rất thích những trải nghiệm ở thế hệ cũ. Em nghĩ là xu hướng luôn đi theo chu kỳ quay vòng. Người trẻ cho biết họ không thấy phong cách này có gì lỗi thời hay cảm thấy ngại khi mặc nó ra đường. Thay vào đó, nó chính là thời trang và sự thông minh. Một cái nhìn mới cho thanh thiếu niên và những bạn ở độ tuổi đôi mươi, cùng với đó là những ký ức tuyệt vời cho những người lớn tuổi hơn. Từ quần áo tới âm nhạc, phong cách retro đang quay trở lại. Xu hướng hoài cổ này không chỉ lan rộng trong giới trẻ mà còn lan ra cả thế giới của người nổi tiếng. Rất nhiều người tham dự tuần lễ thời trang Seoul 2017 xuất hiện với phong cách retro hiện đại. Vậy tại sao thế hệ trẻ lại thích phong cách thời trang này? Theo phong trào, các trung tâm mua sắm bày bán rất nhiều áo len với logo lớn. Các bạn trẻ có thể chọn các trang phục thể thao qua những món đồ như vậy. Các thương hiệu như Fila, Reebok hay Prospect của Hàn Quốc vốn từng bị coi là lỗi thời, nay lại trở nên nổi tiếng. Mẹ đưa cho em chiếc áo này. Đầu tiên thì mẹ kể mẹ mặc thương hiệu này suốt thời gian khi trẻ. Và khi em mặc nó như thể cùng em vượt thời gian quay về quá khứ. Thực sự là thoải mái và đáng yêu. Âm nhạc là một lĩnh vực khác cũng đang trải qua thời kỳ bùng nổ của phong cách retro. Với một số bộ phim gần đây nổi tiếng trong những năm 70 và 80, đĩa than, băng cassette đã cho thấy sự hồi sinh. Không chỉ người trung tuổi mua đĩa than để hồi tưởng lại quá khứ, trên thực tế người tiêu dùng chính chiếm 50% thị phần là những người ở độ tuổi 20 đến 30. Một số người trong số đó thậm chí còn chưa ra đời vào thời điểm thịnh hành của những xu hướng thời trang này. Chúng ta có thể gọi retro là một hiện tượng phục hồi văn hóa. Mặc dù chúng ta đang sống ở giai đoạn mà điện thoại thông minh chứa nhiều chức năng, thì con người giờ lại đang tìm những chiếc điện thoại mà chỉ cho phép gọi hoặc những chiếc cassette chỉ đơn giản là để nghe nhạc. Các nhà phê bình văn hóa coi tình trạng này là một ánh sáng tích cực bởi họ tin rằng văn hóa tích lũy từ quá khứ có thể bổ sung điều gì đó vào cuộc sống của chúng ta ngày nay. Văn hóa retro cũng đã tiến vào ngành công nghiệp giải trí. Một quán cà phê theo phong cách này ở trung tâm thủ đô Seoul có các trò chơi từ những năm 80 và 90 thế kỷ trước. Ngày xưa, cuộc sống khó khăn hơn, ngay cả việc nhận thông tin đơn giản cũng rất khó khăn. Giờ chúng ta đã có Internet, chúng ta có thể tìm những gì đã xảy ra trong quá khứ, cố gắng tận hưởng những điều mà chúng ta không thể quay trở lại ngày trước. Khách hàng chia sẻ, họ cảm thấy buồn vui lẫn lộn khi chơi các trò chơi cổ như là Street Fighter hay Super Mario. Chơi những trò này khiến tôi nhớ lại lúc thường ngủ cùng bạn bè, giống như nghe những bản nhạc cũ nhắc bạn về một khoảnh khắc nào đó, thì chơi game cũng nhắc nhớ những kỷ niệm tuyệt vời trong quá khứ. Các chuyên gia văn hóa cho biết, retro là sự quay trở lại của các xu hướng cũ, là giải quyết những vấn đề của hiện tại với những bài học đúc rút từ quá khứ. Văn hóa luôn gắn liền với sự liên tục. Retro là xu hướng văn hóa mà trong đó những người sống qua thời kỳ này được giới thiệu lại. Và đối với những người không sống ở thời kỳ này, retro lại tạo nên sự tò mò. Và có một điều chắc chắn, đó là những xu hướng và văn hóa thời nay cũng sẽ trở thành retro trong một hoặc hai thập kỷ nữa.